Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kazim Vlog nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip, mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cách trồng cà phê của người nông dân như thế nào nha. Thì chắc chắn ở vùng Tây Nguyên thì rất là nhiều người biết cách chăm sóc và trồng cà phê như thế nào rồi. Thì đây mình chia sẻ cho mấy bạn mà chưa biết cách chăm sóc và trồng cà phê. Giờ thì bắt đầu nha. Thank you.
các bạn, thì khi mà mình đã bỏ phân, mình đã trộn hố xong thì bây giờ mình sẽ trồng cho các bạn xem nha, để các bạn biết làm thế nào để trồng cà phê nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trồng thử nha. Thì đầu tiên mình sẽ cắt phần bầu này nha. Mình sẽ cắt cái bao bì này, cắt bỏ bầu này. Đó các bạn, đây mình đã cắt xong. Mình bỏ phần này nha. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ rễ dài quá các bạn. Thì mình sẽ, đây này, phần này mình sẽ cắt bỏ nha. Chứ sau này nó lớn lên thì nó không có khỏe các bạn. Đây mình sẽ cắt rễ này quá dài nha. Mình sẽ cắt ngắn lại nha các bạn. Đây các bạn ơi, mình sẽ cắt này. Đó, giờ mình sẽ trồng nha. Đó, thế là xong các bạn. Đây là cách trồng cà phê của mình nha. Bao bì này nha. Đơn giản. Đây, mình lột ra. Đây. Mình cắt phần rễ dài này các bạn ơi. Đây. Rễ dài này mình cắt bỏ nha các bạn. Chứ sau này mà nó lên là nó yếu á. Đây, bây giờ mình sẽ cắt nha. Đây, cắt bỏ phần rễ. Đây mọi người. Thế này là mình sẽ trồng nha. Mình nén đất thật chặt luôn nha các bạn. Đây. Như vậy là xong rồi. Đây mình ví dụ cho các bạn xem nè. Đây hồi nãy mình cắt cây đây nha các bạn. Lá nó thì rất là đẹp luôn các bạn. Nhưng mà rễ nó, rễ cong như thế này này. Đây này các bạn. Đây. Đây cho các bạn xem. Đây rễ cong với lại hai rễ này. Rễ cong với lại hai rễ như thế này là mình bỏ nhé các bạn. Đây. Đây này, nó có hai rễ này. Như thế này là mình bỏ nha các bạn. Đây. Dù mặc dù lá nó rất là đẹp nhưng mà rễ nó cong với lại hai rễ. Sau này mà nó mà lớn lên là nó chậm phát triển đó các bạn. Nó không có trái á. Đây. Đây là cái kinh nghiệm trồng cà phê của mình nhé các bạn. Mình đã chia sẻ cho các bạn xem. Thank you.
Ok, thì mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình hôm nay nha. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.